Thật ra cũng có lúc em xuống dạy cái bạn đó là chia tay ảnh cho rồi. Nhưng mà trong mắt em không có gì với ảnh luôn, không có một chút xíu cảm xúc nào. Chỉ cảm thấy là ghét bởi vì người này làm cho bạn mình khóc bạn thôi. Khổ. Dạ. 2 năm mà chỉ có nắm tay thôi. Vừa có được cái lời nguyền là nắm tay thôi. Dạ. Rồi sau đó khi nắm tay rồi là mất zin rồi là phải cưới luôn. Á, à, dạ cũng không. Chưa luôn. Luôn. Anh ơi, thật ra là nào giờ không có ngủ với đàn ông, em không có quen cho nên thôi cưới mà đừng ngủ chung. Em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi cưới làm chi. Là thứ nhất thứ hai ở dơ lắm. Cái quần mặc 5 ngày chưa giặt cả tuần luôn, em không nhắc là chắc cả tháng giặt. Em phản đối một điều là cái người ở dơ như em thì không bị lát. Còn cái người ở sạch thì bị lát, mỗi tối luôn bắt em đèn ra bắt em bôi thuốc lát cho. Sạch quá mức luôn nè. Anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân ạ, và chào quý vị khán giả. Em xưa ơi, thôi tự nói dạ. chuyện đi, hai để mình ngồi coi. Rồi tự giới thiệu. Tự. Dạ ngại quá. Em xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Phước Cẩm Viên. À, năm nay 35 tuổi. Thì nghề chính là biên tập viên. Bữa nay mới biết tên em Cẩm Viên đúng không? Dạ đúng rồi, mọi người thường gọi là May nhưng mà thật ra là tên em là Cẩm Viên. Lý do gì sao lại tên là May ạ? Dạ đó là ngày xưa khi mà tham gia chương trình Love Bus thì mọi người được chọn một cái nickname để tham gia chương trình. Thôi còn em? Dạ, em tên là Trần Kim Anh, em năm nay 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ. Tụi em quen nhau ở chương trình Love Bus hay sao? Dạ, thật ra cũng là chương trình đó nhưng mà không phải là ở trển mà là ở dưới. Dạ, tức là sau khi đi quay chương trình về xong rồi em thích chương trình, cái em vô làm với chương trình luôn. Tới năm 2012, cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em gọi điện cho bạn này lên để casting người chơi cho Love Bus. Em gặp bạn này ở ngoài thì cái cảm giác em như thế nào? Dạ em không nhớ một chút ký ức gì về cái buổi gặp đó. Bây giờ hỏi em nè, cái thời điểm đó là chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim rất là nổi tiếng. Dạ. Vậy thì em có biết anh này không? Dạ em có biết, nhưng mà em nhìn ở ngoài nói anh vừa đen và vừa xấu hơn ở trong hình rất là nhiều. Mà lúc đó em có bồ chưa? Dạ có. Thật ra là về thì bạn này chơi với bạn gái cũ của em. À tức là bạn gái đương thời của em lúc đó, coi như là bạn thân luôn á. Cái này nó hơi có một cái sự rắc rối nhẹ. Em chơi với bạn gái của bạn này. Dạ. Thì rất trong lúc mà hai người là bạn thân á, thì em đã có cảm tình với bạn này chưa hay là chia tay rồi em mới có cảm tình? À thật ra là hồi mà lúc mà hai người bên nhau thì hay cãi nhau, thì em là người ở giữa luôn, nghe lắng nghe có hai bên. Thì thật ra cũng có lúc em xuống dạy cái bạn đó là chia tay ảnh cho rồi. Lúc đó trong mắt em không có gì với ảnh luôn, không có một chút xíu cảm xúc nào. Chỉ cảm thấy là ghét bởi vì người này làm cho bạn mình khóc bạn thôi. Bạn khổ. Dạ. Rồi xong rồi là bạn đó nghe lời em xuống bỏ luôn hả? Dạ cũng chưa hẳn đâu ạ. À. Thì thật ra là lúc đó bạn đó cũng kiểu như là bạn cũng bị phân vân tại bạn có rất là nhiều người theo đuổi. Và thứ nhất, thứ hai nữa là bạn là một cô gái cần một sự quan tâm 24/24. Mà thật ra cái vụ mà bạn ấy xúi bạn gái chia tay là tới sau khi cưới em mới biết. Nhưng mà chị hỏi em nè, trong lúc mà đi chơi kiểu như vậy có lúc nào em cảm thấy em lạc lòng với vợ của em bây giờ không? Gãi gò má là biết có vấn đề rồi. Có một hôm là cũng là bạn này ra thì mặc cái quần ngắn, đó là lần đầu tiên em thấy bạn ấy mặc quần ngắn. Quần sọt ha. Dạ quần sọt. Nhìn thấy trời chân dài dữ ta. Là gu em là gu chân dài đúng không? Dạ. Cái thật ra là sau đó là cái bạn thân của em đá ảnh. Xong ổng mới quay phong tố khổ với em kêu là giờ buồn quá không có người nói chuyện. Chị tức quá để chị truy nốt. Gì? Em khai cho chị biết coi, sau cái vụ mà chân dài miên man đó, tối về em có nằm mộng thấy bạn này không? Đã bắt đầu có những cái nhen nhúm, em nói thật cho bạn biết đi. Chứ bây giờ chị đảm bảo tâm lý vợ em vẫn còn nói là giống như em bị bỏ rồi, giống như là em buồn quá em mới cầu cứu đến vợ em. Đúng là thời điểm đó là em cũng mới có một cái chút gì hình ảnh của cô này trong đầu. Thì cô bạn gái đương thời đã đá em rồi. Tức là đá đúng thời điểm đó. Từ khi mà em và bạn gái chia tay thì bao lâu thì em với vợ em bây giờ mới chính thức là quen nhau? Anh theo đuổi em cả năm. Cái xong đến tháng 5 2016 thì em đồng ý quen ảnh. Nhưng mà tụi em quen được 3 tháng thì lúc đó tụi em còn rất là kiểu mỗi người đều có cái tôi rất là lớn nên tụi em lại chia tay. Anh lại theo đuổi lại từ đâu? Mãi đến năm 2017 sau 4 lần tỏ tình thì em mới đồng ý quay lại với ảnh. Hai em là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 2 năm. 2 năm nó có trắc trở gì không anh? Từ lúc mới yêu nhau là bạn này đặt cái quy tắc không được nắm tay, về nhà trước 10:30. Cái đô nặng nhất là tới đâu? Là hôn má hôn môi là tới đâu? Dạ đô nặng nhất là được nắm tay á. 2 năm mà chỉ có nắm tay thôi. Vượt qua được cái lời nguyền là nắm tay thôi. Dạ. Rồi sau đó khi nắm tay rồi là mất zin rồi là phải cưới luôn. À, dạ cũng không. Chưa luôn đúng không? Thêm quy tắc nữa đó là để em học xong đã rồi cưới, hoặc là để em niềng răng xong đã rồi cưới. Để học xong rồi cưới nhưng mà em cứ thấy cứ một học kỳ là bạn ấy rớt một môn thì sao lại học lại? Còn niềng răng xong rồi mới cưới nhưng mà anh chị nhìn cười bây giờ vẫn còn niềng. Cứ một tháng là đứt niềng răng một lần là phải tới bác sĩ nối lại. Mấy năm rồi? Dạ. Chắc hơn 3 năm rồi quá. Dài dữ em. Tại vì ổng dẫn em đi ăn nhiều món á. Cái tới hôm bạn ấy nói
Anh ơi, thật ra là nào giờ không có ngủ với đàn ông, em không có quen, cho nên thôi cưới mình đừng ngủ chung. Nghĩ này hơi kỳ. Em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi cưới làm chi. Cái từ đó về sau là em không đề tập chuyện cưới nữa. Tới một ngày ba mẹ vợ gọi vô bắt cưới. Wow. Thế là ba mẹ vợ. Dạ. Ờ cũng mực ha. Dạ. Chị hỏi nè, đêm tân hôn á, từ cái việc mà em được nắm tay nè, em phá giới nè, bắt đầu đến hôn má nè, đến hôn môi nè, là em phải mất bao nhiêu thời gian để em đi vào đúng trung tâm? Em nhớ hình như cũng phải cả tuần sau mới... Đâu, anh đi công tác mà. Mình cưới xong có 3 ngày là anh đi công tác 10 ngày hơn rồi. Nhưng mà đêm tân hôn thì sao? Hôn kìa. Dạ, tụi em dạ, mệt quá ngủ. Mệt quá ngủ luôn. Rồi đêm sau? Cũng vậy luôn chị. Ngủ. Đêm thứ 3? Cũng vậy luôn. Mệt luôn. Rồi là em đi một tuần luôn. Dạ. Rồi em mới trở về. Dạ. Rồi em mất bao nhiêu thời gian nữa? Khoảng tháng nữa chị. Một tháng nữa. Trời, sao mà... Nhưng mà mấy em khó chịu không mấy? Thật ra là hồi đầu em tức lắm. Rồi đến khi mà em vô được trung tâm rồi em thấy em sao? Em làm như em bị lây bệnh lãnh cảm của cổ á. Xong đêm rồi cũng bình thường. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, dạ. Em mới lấy nhau khoảng được 9-10 tháng ạ. 9-10 tháng và bây giờ cái việc đó nó đã cải thiện chưa? Đó. Giờ tụi em giống như là sao ta? Có nhu cầu thì ok làm, mà không có nhu cầu thì thôi. Nhưng mà cái mà... nhu cầu đó là nó thường xuyên không hay là lâu lâu mới có nhu cầu? Cả cũng lâu lâu mới có. Lâu lâu là bao lâu? Lâu. Tuần hay tháng? Tính quý đi. Nhưng mà em có nhu cầu không? Chị hỏi thiệt. Lúc đầu thì em cũng thấy hơi bất ổn, nhưng mà sau đó em để tâm vào những chuyện khác, em thấy bình thường luôn ạ. Ừ. Bình thường và em không có nhu cầu đó luôn. Tại vì em thấy ảnh mệt quá nên em cũng không có muốn làm ảnh mệt thêm nữa, chết thêm nữa nên. Nhưng mà mỗi lần mà ảnh về là người ảnh mệt mỏi rệu rã lắm. Thật ra mệt mỏi rệu rã thì cũng không đúng. Em vẫn tự đánh giá em là người khỏe. Không khỏe là về sức lực á, tức là ok làm việc xong về nhà em vẫn có thể làm thêm việc nhà này nọ được. Nhưng mà giống như mà khi bảo làm chuyện ấy đi á thì tự dưng không hiểu sao em lại đâm ra lười. Cái ca này hơi bị căng á. Đó, đây là tâm lý á. Tự nhiên tạo thành một cái thói quen. Tại vì lúc mình yêu nhau lâu quá, xong rồi mình bị control nhiều những cái mà không đáng á, thì thành ra nó thành một cái phản xạ vô điều kiện trong cái việc đó. Và gọi là cái mong muốn tìm tòi á, mong muốn khám phá nó không còn nữa. Thực ra mà nói á, bạn này là thuộc tiếp phụ nữ kín đáo, giấu cái cảm xúc của mình. Nếu ở lứa tuổi lớn rồi, ví dụ như là cỡ 50 đổ lên, mà khi mà chồng mình không còn nhu cầu đó nữa, thì cái người phụ nữ đó có thể cam tâm chấp nhận cái việc là mình phải tự quên cảm xúc của mình đi. Nhưng mà với vợ em á, cái tuổi này đang là cái tuổi mà cái nhu cầu về sinh lý của người phụ nữ đang rất là cao. Thành ra là bây giờ cứ để chôn vùi cái chuyện đó thì rất là tội nghiệp cho vợ em. Thì em phải suy nghĩ lại về cái việc này. Còn cái cách như thế nào thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người sẽ mỗi cách, nhưng em phải hiểu cái tâm lý đó. Còn về phía bạn này, một phần nào đó lỗi là do em. Tại sao mình phải kềm chế? Thì em cũng phải chủ động một chút. Có một cái tảng băng á, giống như là đang chắn ngang. Phá cái tảng băng đó đi, để khơi gợi những cái bản năng của chồng em. Và hai người nên thẳng thắn với nhau về việc đó. Có những ông chồng ngộ lắm, thích vợ mặc đồ ngủ mà sexy. Hoặc có những ông chồng lại thích ngửi cái mùi hương của vợ mình ở một cái loại dầu thơm nào đó. Em có cái nhu cầu đó, em thích như thế nào đó, em nói với vợ em nha. Thôi giờ sao? Trời ơi, toát mồ hôi nè, cái cặp này. Có nói thẳng với nhau luôn, đó, nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến cái phần gọi như dập mặt nhau. Sẵn đài em kể trước đi. Thì thật ra cũng không có gì hết. Hồi trước lúc mà yêu ảnh em thấy ảnh ít nói lắm. Em nói 10 câu chứ anh nói được nửa câu thôi. Còn bây giờ lấy xong rồi em nói một câu anh nói 10 câu. Cái gì lật ngược thế cờ đúng không? Là thứ nhất, thứ hai là ở dơ lắm. Cái quần mặc 5 ngày chưa giặt, cả tuần luôn. Em không nhắc là chắc cả tháng mới giặt. Có ghen không? Em nghĩ là chắc chỉ có em ghen nhau không có ghen. Đó, nhưng mà có một bình lỏng không phải. Hồi trước nha, em mặc cái gì cũng được hết trơn á. Em mặc dài ngắn hở hiếp gì cũng không sao. Bây giờ mà em mặc đồ mà ngắn xíu xíu ở nhà khỏi ra đường. Sợ là đồ ngắn rồi một người nào đó giống mình hồi đó là nghía cặp giò đúng không? Dạ, tại vì cưới rồi mới phát hiện ngoài cặp giò đó cổ còn nhiều chỗ đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Đó, lên cắm. Rồi bây giờ tới em đó mày đó. Dạ. Em giống như là bản sao của cổ vậy đó. Em có cái tật xấu gì cổ có tật xấu đó. Em nói nhiều, thật ra cổ cũng nói nhiều, mà thật ra là cái nói nhiều của em là do lây từ cổ. Ngang ngửa nhau rồi, rồi. Còn ở dơ sao? Bạn này bị bệnh cuồng quá chất. Thí dụ như bạn rửa chén là bạn phải xịt cái chai nước rửa chén vô, xịt vậy nè, xịt như xịt nước tương vậy đó. Bạn chà cho nó bông lên. Rồi khi mà rửa xong ngửa vô còn mùi xà bông, ok mới là sạch. Gội đầu mà gội tùm lum lên, tới lúc bắt em vô ngửi rồi có mùi xà bông chưa anh? Có, ok sạch. Nhưng mà em phản đối một điều là cái người ở dơ như em thì không bị lát. Còn cái người ở sạch thì bị lát. Mỗi tối luôn bắt em đè em ra bắt em bôi thuốc lát cho. Sạch quá mức luôn nè. Tới lúc cưới nhau về mới phát hiện ra bạn ấy có một lần là cái chữ ấy. Ví dụ như là anh ấy cái ấy giúp em vô chỗ ấy một cái. Em có câu nói đó là như thế nào? Rồi bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với bạn này là cái điều gì? Dạ là cũng là cái đó luôn. Em mong là
trước khi nói một cái gì đó có thể dừng lại một giây suy nghĩ. Nổ não lắm. Nổ não. Thôi bây giờ em mong muốn May thay đổi điều gì? Thật ra thì em lấy ảnh em thấy cảnh cũng tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi gì nhiều, chỉ là bớt càm ràm lại. Rồi trời ơi, cái cặp này thực ra là tưởng là căng thẳng nhưng mà thực ra cũng vui. Và tất cả những gì cần khuyên chị cũng đã khuyên rồi. Đã khuyên rồi, chị đã khuyên rồi. Đó là điều quan trọng nhất trong cái mối quan hệ của tụi em. Ứng dụng liền. Ứng dụng liền. Mua cái đầm xong đêm nay ứng dụng cái từ ấy luôn. Ấy ơi, tối nay ấy ngày ấy. Ừ. Đó, nha. Xin cảm ơn hai chồng May nha. Cảm ơn tụi em nhiều. Hà Văn Thu, 31 tuổi. Hiện em đang công tác tại hãng hàng không Cathay Pacific. Dạ em tên là Việt Anh ạ. Năm nay em 27 tuổi và em làm về văn phòng ạ. Tên của em sao nó mạnh mẽ vậy? Nhiều người nhầm giữa tên cô dâu với tên chú rể rồi đấy. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Bạn em quen nhau là do mai mối ạ. Mẹ của chồng với lại thím của em là bạn bè của nhau và có giới thiệu. Em không thích làm quen kiểu giới thiệu đâu. Trước đây em rất là ác cảm với cái việc làm quen. Ở nhà giới thiệu rất nhiều người thì em cũng không biết chồng em là người thứ bao nhiêu giới thiệu cho em. Thì ngày hôm đấy thím nói thế thì em cũng sợ là mất lòng người lớn, em cũng đồng ý đại. Thế xong rồi cũng không ngờ là đồng ý đại rồi cuối cùng thì lại thành dính luôn. Mà anh nói thật nghe, mẹ em ở nhà có giục em lấy chồng? Dạ không ạ, mẹ em không giục đâu, nhưng mà chỉ có bố thì giục rất là nhiều. Và bố em thì thường xuyên là nói là bị đau tim rồi cao huyết áp rồi tăng xông rồi tất cả mọi thứ. Tại vì là vào cái thời điểm mà em gái em lấy chồng trước nữa, mọi người có giới thiệu cho em một bạn. Thì bố có hỏi là thế bây giờ mọi chuyện thế nào rồi? Thì em bảo là không thế nào cả. Thế là hôm sau em ốm luôn. Cái gì? Xong rồi em lại tưởng là mẹ em làm cho bố em giận dỗi gì. Nhưng mà không phải. Thế em bảo là không phải là tại mẹ đâu Mà là tại em. Con. Ừ. Còn em? Mẹ của em với thím của Việt Anh là chung một cái hội người cao tuổi. Thì mẹ em xin cái số điện thoại của Việt Anh rất là lâu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì em thì vẫn nghĩ mình cái này mà làm sao phải mai mối được. Nhưng mà em cũng ghét cái chuyện mai mối đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bởi vì nghĩ em tự có khả năng kiếm được bạn của mình. Rồi cuối cùng á, khi cả hai người cùng ghét cái đó là ông trời cũng khiến sao mà hai người gặp. Thì cái ngày đầu tiên gặp á thì cái ấn tượng sao? Thì em có nhìn từ đầu tới chân một lượt này, thì em có tập trung vào cái ngực, em thấy ngực ấy rất là bự. Và người như vậy thì sau này sẽ là cái chỗ dựa vững chắc cho mình. Thì đấy là ấn tượng đầu tiên của em. Còn em, ấn tượng đầu tiên của em về vợ em? Không có tốt lắm, bởi vì em cũng mong đợi cũng phải cao chuẩn. Thì bữa đó vợ em đeo một cái kính Nobita, rồi cộng thêm là cái váy mà nói sao ta, nó giống như cái rèm cửa mà công chúa Bạch Tuyết ngày xưa mà cắt ra là thì hai cái đó kết hợp lại với nhau thì nhìn giống như là một cô mặc sách. Rồi thứ hai nữa là mặc váy lại đi hai rồi đó, nói chung là ấn tượng ban đầu hơi choáng một tí. Nhưng từ xa gặp cô này bước vào là thôi khỏi nhìn cô gặp mình chơi game rồi đúng không? Mà thực sự cặp này á là như vậy nè, là hai bên gia đình đã chọn trước rồi, cho nên là cái mối tình của các bạn này là nếu về mặt gia đình là không có gì khó khăn rồi đúng không? Dạ chính xác. Vấn đề là chỉ khó khăn với nhau thôi. Thì sau vài lần đi chơi thì cảm thấy cô này rất là ngoan, gia đình gia giáo, một cái mẫu người rất là lý tưởng cho người vợ sau này. Mà chị hỏi này, vậy trong quá trình mà hai bạn yêu nhau đó thì á là bạn nào gục ngã trước bạn nào? Em nghĩ là anh ấy. Em thì đã yêu đâu, đến giờ mới yêu. Đến giờ mới yêu à? Đến giờ mới yêu à? Thực ra là tụi em chưa kịp yêu. Chưa kịp yêu. Bao lâu, quen bao lâu thì cưới? Quen cả cưới là khoảng hơn 3 tháng một chút ạ. Hơn 3 tháng. Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái bất ngờ về nhau đúng không? Em bị vỡ mộng. Vỡ mộng gì? Khi anh ấy đi làm quen ấy thì anh ấy mặc quần tây và quần jean, nên là em không có quan sát được hết. Tại vì là từ cái lúc cầu hôn đấy cho lúc cưới lại sau đó có một tuần thôi là rước dâu luôn. Thì khi mà cưới về rồi ấy thì bỏ cái quần dài ra ấy thì em nhìn thấy cái giò anh ấy rất là bé. Em thấy chân anh còn đẹp hơn cả chân em. Rồi sao? Em thấy hơi thiếu manly, thế là em lo lắng quá. Em gọi cho em gái em, kêu là trời ơi kiểm tra ngay đi xem là điện thoại di động hay là điện thoại bàn. Người có ai hiểu gì không? Có nghĩa là chồng em là điện thoại gì? Là điện thoại di động. À quên, điện thoại bàn. Điện thoại bàn. Điện thoại bàn không có dây. Không, điện thoại bàn nó có dây. Điện thoại bàn có dây. Em bị sái não luôn rồi. Trời ơi, cái gì có hiểu không? Em có hiểu nhưng mà không dám nói. Chị không hiểu. Chị riêng điện thoại di động á, không có chút xíu. Còn điện thoại bàn thì bự thôi. Có nghĩa là điện thoại bàn rất là to. Đó. Không quá vậy. Vậy đi. Tức là em muốn chồng em là điện thoại bàn hay điện thoại di động? Điện thoại bàn ạ. Khẳng định là điện thoại bàn. Cho nên bây giờ là
em thấy cũng yên tâm hơn một chút. Yên tâm hơn chút. Thì đấy là một trong những cái phát hiện mà em gây hơi hơi sốc, tại vì thấy chân Quảng Anh như lèo khèo như vậy. Thì em có nói với anh là ngày xưa anh quen em mà anh mặc quần lửng đi tán em là em cho anh nghỉ luôn rồi. Em không thể nào mà nghĩ tại sao mà lại đàn ông gì mà chân lại lèo khèo như thế này. Phần trên thì rất là ổn rồi, chỉ còn phần dưới thôi mà em thấy như vậy là không hợp lý. Cái này... bây giờ thì đã hợp lý chưa? Giờ chân thì vẫn chưa hợp lý nhưng những cái khác thì hợp lý. Cái này em xin bổ sung tí, cái này là cả nhà em đều như thế hết, nó là do cái gen. Gen. Rồi như vậy có nghĩa là em lấy một cô vợ hoàn toàn là ngây thơ mà gọi là trong cái cuộc sống vợ chồng chắc có nghĩa là một sự tinh khôi đúng không? Không biết gì đúng không? Đúng như Nobita à? Tờ giấy trắng. Tức là vợ em giấy trắng chứ em là giấy đã có bôi màu rồi đúng không? Anh nhám. Giấy nhám luôn hả? Anh nhám luôn hả? Trời. Anh ấy có cả nguyên cái quyển nhật ký đời anh ấy, mở ra thấy bao nhiêu hình cô gái ở trong đấy. Có không? Cái đó là cái quyển lưu bút của các bạn sau khi hết lớp 12 ghi thì cô dán hình thôi chứ không phải. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, cái cuộc sống mà vợ chồng của tụi em có hòa hợp không? Lúc mà chưa có kết hôn thì chồng với vợ cũng có tâm sự với nhau. Thì chồng cũng nói rằng là hai vợ chồng nếu mà căng thẳng với nhau thì có thể sử dụng cái việc đó để mà giải quyết căng thẳng, làm cho hết stress. Rồi nó là một thứ rất là quan trọng với hạnh phúc của hôn nhân gia đình. Thì em nghe xong em cũng thấy công nhận anh nói hay quá. Giống như là sau này em hoàn toàn có thể yên tâm về cái việc này với chồng em. Nhưng mà sau này về thì anh ấy rất là lười. Lười à, có phải là do áp lực công việc không? Thực ra nó không đúng thời điểm thì đúng hơn. Những cái lúc mà đi làm về rất là mệt. Chị không phải là tò mò cái vấn đề đó, mà là tại vì tụi em đến với nhau quá nhanh. Mà khi mà em về với chồng á, là giống như em hoàn toàn mới lạ với tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện đó. Thì á, như chồng em nói á, cái việc đó trong tình cảm vợ chồng nó rất là quan trọng. Nếu như bây giờ á, mà cái việc đó em chưa có cảm thấy cái việc đó nó hài hòa, thì theo chị em phải nói chuyện với chồng. Em phải nói chuyện ở anh ơi thế này nọ, để mà hai người cùng tìm ra cái giải pháp làm sao. Cái việc đó là cái việc rất là quan trọng cho cái việc mà hôn nhân của tụi em có bền vững hay không. Tụi em hòa hợp trong cái chuyện đấy. Chị nghĩ rằng á, cái việc đó hòa hợp là ok rồi. Nhưng có điều về cái chênh giờ đi, chị nói ví dụ. Thì em cũng phải nói với vợ em là nó là như thế. Ví dụ như là ghi sổ nợ đi. Em hiểu chị không? Để mà đừng có bị ức chế. Tại vì cái người phụ nữ á, có thể là cái nhu cầu họ không cần thiết đến cái mức như vậy, nhưng mà họ bị mặc cảm là có thể chồng cảm thấy không hứng thú với mình, hoặc là chồng không có thích mình. Đúng không em? Chứ không phải là cái việc mà em đòi hỏi cái chuyện đó. À, cái đó, hai cái đó khác nhau nha. Cho nên ví dụ như là về vấn đề như là cái giờ giấc nó chưa đúng, thì em cũng phải một cái nói để cho vợ hiểu là đó là về chênh giờ, chứ không phải là vợ em không còn hấp dẫn với em nữa. Có khi nào vợ bạn không hấp dẫn với bạn không? Cái nguyên do chính á, do cái thời điểm không thích hợp. Thứ hai nữa thì chồng cũng muốn góp ý thêm với vợ là để cho nó tốt hơn. Thì ví dụ như cái máy ngủ á, có những cái nhìn rất là đẹp theo cái mắt của em, nhưng mà vợ em lại thích những cái váy mà làm sao cho nó thoải mái nhất. Thì những cái váy đó thì nhìn nó cứng. Anh ấy có mua cho em một cái váy màu đỏ mà em cũng thích lắm. Mà em mặc cái váy màu đỏ sao anh hỏi sao mặc hoài cái váy màu đỏ vậy? Dễ lắm, bây giờ em chủ động em mua những cái áo ngủ nào mà em thích đi. Ngày xưa anh ấy nói với em là sau này tủ quần áo ngủ của em để anh lo. Xong rồi một năm trôi qua anh ấy em được hai cái đồ ngủ. Vậy là anh ấy không có làm theo lời anh ấy nói. Chưa mà, không, chưa. Sau chương trình này anh nghĩ rằng là chồng em sẽ mua cho em một lố nằm ngủ. Thế em cũng hy vọng là chồng em như vậy. Được không? Được, được. Được mà sao đi ngủ vậy? Được. Rồi. Đó, mắt méo kìa. Ok. Rồi. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là... Thôi nói tên ca sĩ đi ha. Chắc thường thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ngoài thì hay giới thiệu tên thật. Nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì cũng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Ồ, Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang nhau đó. Lạ, mà hai người bạn đó. Đó. Quốc Thanh, Quốc Thuận. Đó, đồng sao hướng, Quốc đồng Thanh hướng. Nó khác mà Quốc Thuận nó khác. Đúng không? Ngoài vậy? Thiệt, chị thấy khác thì. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. À, anh họ Tô hả? À. Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Làm ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Ừ. Dạ. À.
Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Sang đó. Võ Thị Ruby. Dạ em năm nay 35 tuổi. Dạ, nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ mình mới hôm nay mới có dịp để mà hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại sao vì vậy? Hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi biết. Chứ bên ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Rồi vậy giờ nói luôn đúng không? Nó bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về cô gái hai này đứa nè? Gặp nhau. Dạ. Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông. Nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay qua mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đây hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. xoàng em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai bên luôn á. Có hai bông hồng cái bên. Ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Thơ như thế, thơ rằng như thế. Rần rần luôn, chứ người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong cái đấy cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Sao lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói cũng được, nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nghe không, cái từ cũng được nghe đúng không? Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi lúc đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàng hay là Hột Xoàng tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý, nhưng mà thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn cái ít hơn á. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó. Nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước.
Em nói chuyện trước. Bởi vì chị hỏi em là vậy đó. Nghĩa là nó có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn á. Là trò chuyện nhiều hơn. Chủ động đó, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc các MV đó đúng không? Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích thích nên là đúng rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình thì sao về sệt. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sao? Sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau chắc lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, lại cả tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có thổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi mình phải nói là đã lắm, sự á, đã mình... lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng sủng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo một cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại đúng rất là rồi, ngại e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể có nhận ở đây ra. Phúc á là thần tượng con biết bao nhiêu cô gái rồi. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình rồi, chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là thần tượng Cương của tôi không? Kim Cương hoặc là Soàn. Kim Cương chứ đừng có Cương không? Đó, thôi, Kim Cương hoặc là Kim cũng được. Kim, Kim Cương hoặc là Soàn, bé Soàn. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ á. Dạ thì lúc đó em cũng thích nhưng mà cũng cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại, giữ contact rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng, mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá là của mình chứ. Mình cũng có cái giá của đúng mình rồi. Cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ, coi anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống để mình nhắn... bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết đó, tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về rồi cũng đâu có ngủ được. Cũng đâu vậy đúng không? Chị có giữ giá đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Rồi xả giá luôn. Xả giá luôn. Đúng một ngày một. Nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phân Linh có mà. Và cuối cùng là ai nhắn ra? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn hết á. Nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải qua tới mấy ngày lần. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Vậy đó, cho nên cái cảm giác lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Dạ cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cũng cỡ tụi tôi sao đó, cũng cỡ tụi tôi. Tụi quay cái đó 3 ngày thì có ngày thứ tư tụi tôi bỏ giá thì là bên đây cũng hơn được tuần ngày rồi, hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về.
Tôi mắc cỡ đừng kể nữa. À kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hai chồng mắc cỡ rồi giờ cuối cùng sao đây ai kể. Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau chuyện về những cái gì. Đó. Yeah. Ừ, đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò với nhau. Sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ đã lắm coi lại. Coi lại xong nó trời cha mẹ nó đẹp quá giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi. Cái ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, Thuận hỏi không? Ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi, bỏ giá hả? Tức là đi ăn, mời đi ăn rồi. Xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn đi gần một tháng. Đi gần tháng thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì bắt đầu lấy tuổi của cô này ra cái tuổi của em bắt đầu mới coi trên mạng tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì rồi mình tuổi gì có hợp không có tới nhau được hay không thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì người yêu tại người yêu mà đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp thì nguyên một tháng đó là nhắn tin và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò sau một tháng về là hẹn hò cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời nó mãnh liệt chứ nó rần nó drama lắm đúng không drama lắm đúng không có nhào tới ôm này nó là không có gì cản lại được hết trơn em cũng vậy mà em nói vậy ai sao em mà em với ai yêu thầm Thúy Nga biết không em biết Thúy Nga mình dạ biết yêu thầm một thời gian rất lâu luôn sau này biết Thúy Nga nó khùng mới hết yêu quốc cường tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó, bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn á đúng không? Dạ. Hồi đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là cưới nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 á, tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đúng không? Dạ. Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi chứ còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gỗ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Cái đó cũng là một đó. Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa. Tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút.
Thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập coi như là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ để cho những người giúp những người bị đệm đúng không? Dạ. Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có rồi em có sợ, em có giống như là đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau, anh nằm sắp trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Em mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này ha. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy. Tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ đó, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi mổ đó. Bốn lần trước đó. Dạ. Là lúc đó là trước khi quen chưa có Kim Cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001. Là lúc còn lắm. Cuối năm của nhóm 1088 đó. Là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa, là em phải đi mổ lần đầu tiên. Lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa và đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời ơi, mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Dạ. Đồng hành với cái nỗi đau đó bao nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải ngưng hát khoảng thời gian rất là lâu. Dạ. Đó. Trời ơi. Thôi giờ bây giờ là vui rồi ha. Dạ. Năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ gọi là giống như từ đầu luôn. Dạ, nha. Từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh đó. 2016. Dạ. Đó bây giờ. Wow. Nghe nè. Rồi ảnh đó, thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Và ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Cái điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào vậy? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Và sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới, thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn giữa có hai người thôi. Đó, rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Có nghĩa là ghê luôn. Bởi vì anh lời. Anh lời. Em lời quá. Bởi vì hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển, giữa dưới biển đó, tặng cho em nha, là em làm mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm
năm gọi là nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới mốt anh mua cái mới cho bự hơn. Dạ. Anh nói như vậy thôi thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Dạ. Có giống cái cũ không hay dạ, là bự to, hơn? Dạ to hơn. To hơn. Dạ. Thôi cũng, thôi cũng được rồi, dạ. Nói chung là. Đó là nói chung là. Nói chung là có phúc. Có phúc. À, cưới anh Phúc có phúc. Đó. Thì đó. Tự luôn. Kim cương mà cưới anh Phúc có phúc. Có phúc. Kim hay cương quá. Mà đi tặng hột xoàn cho kim cương. Trời đó. Chợ cửa về rừng. Ờ, chợ cửa về rừng nhiều luôn. Chuyện quá. Chị mai mốt đừng tặng kim cương nữa, tặng bạc đi. Đó. Đó. Rồi. Sao ta? Rồi bây giờ là bắt đầu thôi, bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh. Cái tật xấu của ảnh á. Đó. Đó. Không biết luôn á. Đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này lắm nè. Ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Đó, kim cương. Xiên không? Có xiên không hay là làm biếng? Dạ, như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á. Nhưng mà họ giống như em thì chắc họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh đánh vô toilet ngồi chống một thiệt lâu vậy đó. Không biết bao làm lâu, gì bao thì lâu chắc sáng có tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa, thiệt lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Đó. Kiểu là như vậy. Lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu vậy đó. Cái quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Nguyễn Hoàng Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn, rớp rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng thành bạn. Dạ, đúng rồi. Thăng thắt đó. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Hồi xưa thì em hay gọi là chậm. Rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là rùa bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái. Tại vì chậm quá, nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ, đúng rồi. Ngày xưa là chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ, đúng rồi. Cũng có cái đâu cao lắm là cao lắm nữa. Con rùa nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Không bị em hối riết là cũng giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng đúng không? Tại vì Kim Cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái và không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính xiên rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ rất để rèn, đợi rất rèn. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới đúng giờ, phải tới trễ chút cho người này hát cho người kia trước, nhưng mà em không có cái tính đó thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn, mình có thể mình đợi người khác cũng được hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Dạ. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng không? Hối kiểu dạ, lên đi, trễ giờ bây giờ mấy bà quản lý em vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè, cái miệng lên tới đây luôn. Ủa mà giờ lạc đề nữa đang là cái đề gọi là tật xấu. Tật xấu đó, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp hối. Đi. Ông Sàng nói tiếp đi, anh còn sở đoản. Anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra, đó là cây kiểng á.
có nghĩa là anh mê tới nỗi là tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết da, anh thích để kiển mà trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiển, chăm cây kiển thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chồi á, từ bắt đầu nó nở nở ra mọc lên. Rất là vui. Dạ đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi bác Thuận, bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận. Tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn á, chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tụi ghét tụi này mà hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không. Đó là cái đam mê, hồi nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Đó là một cái sở thích khác biệt. Như nào vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Có chỉ có hơi lề mề thôi đúng không? Rồi bây giờ đã thay đổi luôn rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới phút đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Dễ Kim Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Thật xấu thì cũng không có thật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực. Nói hoài á. Mình hết nên rất là dễ quạo. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc. Tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Ừ. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cứ được theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước. La la đó đi 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 thôi đi nghe đi chạy luôn. Tức là chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Nào bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy em tôi lấy đóng cửa luôn không? Đóng ngoài gì. Đứng ngoài chắc tức đúng không? Ê rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc, này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Wow. Dạ. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con mà chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ nè, rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không. Nhưng mà được cái là không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Vậy luôn á. Vậy là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở nhưng mà không. Giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Ê nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng. Xài đúng. Chứ nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn khi cũng mua đồ hiệu cho chồng rồi
đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công trí rồi nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng, nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua. Dạ. Không có gom lại mua đâu chị, rồi bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nghe. Ờ, tiền chứ không phải là tôi lấy tiền tôi đi mua nghe. Mua, đúng không? Trời ơi, hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vậy sao vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Bớt rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó, nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, dài mất lòng nhiều lắm. Rồi đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi, chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành cái thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ với mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc, đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó, em bớt nói rượt luôn. Bớt rượt Phúc. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui chứ. Nhiều vui khi chứ. Ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh để anh còn là một ca sĩ, anh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ anh thay đổi quá, anh sẽ là người bình dân bình thường giống như em rồi. Là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp chúng quá. Tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng. Chúc phúc. À. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi, nghe còn bí mật lớn nữa. Hẹn trong chương trình khác nghe quý vị. Rồi.